Mấy ngày qua thì những người hành nghề xích lô du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội không khỏi hoang mang trước thông tin thành phố sẽ cấm xích lô hoạt động kinh doanh. Lý do cũng khá đơn giản, vì họ đều là những người cao tuổi không công ăn việc làm, mà nếu như cấm xích lô thì sẽ chết đói. Sau đây là ghi nhận của VTC 14 vào chiều ngày hôm nay, mùng 3 tháng 12. 3 ngày qua, những người như ông Nguyễn Văn Quý, 62 tuổi, hành nghề xích lô trên địa bàn quận Hoàn Kiếm khá lo lắng. Vì trong tương lai không xa, Hà Nội sẽ cấm xe xích lô. Nhờ làm nghề xích lô, hàng tháng ông Quý cũng kiếm được khoảng 7 triệu để lo cho cuộc sống gia đình, vì bản thân hai vợ chồng ông đều không có lương hưu. Ủy ban thành phố Hà Nội mà dừng cấm xích lô thì theo tôi nghĩ đó là một cái điều mà chúng tôi rất là băn khoăn. Vì đấy là cả một cái cuộc sống của chúng tôi. Bà con anh là chúng tôi là quê là đều là Hà Nội đây cả. Tôi người ở quận Hoàn Kiếm này. Thế cả hai vợ chồng chúng tôi là trước đây cũng tham gia cơ quan nhà nước. Sau 88-89 là cả hai vợ chồng đều về chế độ 176. Thực tế là chúng tôi năm nay là ngoài 60 tuổi, tôi năm nay là 62 tuổi. Cả hai vợ chồng chúng tôi là không có lương. Ghi nhận của VTC 14 cho thấy những người hành nghề xích lô trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hiện đều là những người già, nghèo và không có lương hưu. Vì cuộc sống khó khăn, họ buộc phải hành nghề xích lô để mưu sinh. Nếu không hành nghề xích lô, họ cũng không biết trông chờ vào nghề gì để sinh sống vì tuổi cao, sức yếu. Các cháu thì làm cơ quan cũng chỉ là làm hợp đồng bên ngoài, thực tế là các cháu nó cũng chưa có cái gì để ấy được cho bố mẹ cả. Thực tế tôi vẫn là trụ cột chính trong gia đình, vẫn là phải đi làm xích lô để là cuộc sống sinh nhai chính trong gia đình. Nếu mà Ủy ban thành phố Hà Nội mà cấm xích lô ấy, theo tôi nghĩ là đó là cả một cái vấn đề mà chúng tôi rất là ấy. Chúng tôi chỉ có cái kiến nghị là thành phố nên xem xét và cân nhắc kỹ đối với những người lao động của chúng tôi. Trước đây cũng là một doanh nghiệp mà, thì mong như thế là Ủy ban và các cái cơ quan đoàn thể xem xét để thế là sắp xếp lại các cái lộ trình cho chúng tôi để chúng tôi đi vào, tức là cho các cái doanh nghiệp này đi vào một cái khối nhất định để như thế là tạo công ăn việc làm cho anh em và cũng là công ăn việc làm cho đất nước, tức là chúng tôi làm các sản phẩm thì phải đóng thuế cho nhà nước thì là nợ cho cả đôi đằng, làm sao đây thì để cho nó hòa hợp với cái cuộc sống của con người lao động đấy, chúng tôi chỉ mong một điều như thế thôi. Theo công ty cổ phần Huy Phong, đơn vị có khoảng 100 xe xích lô cho biết, hiện xe xích lô hoạt động chính thống khá ít. Tuy nhiên, xích lô dù mới là phương tiện gây tắc đường, mất an toàn giao thông. Công ty này cho rằng xích lô du lịch là nét đẹp văn hóa Hà Nội và không nên cấm. Quan trọng là phải tăng cường hoạt động quản lý, giám sát chặt chẽ. Theo tôi thì không nên, vì đây là một cái sản phẩm du lịch của Hà Nội mà đã tạo cho công ăn việc làm cho hơn 200 con người có thu nhập ổn định, công ăn việc làm ổn định đấy, và phát triển du lịch của mình cũng tốt hơn đấy. Cái này thì tôi theo quan điểm của tôi ấy, thì nên nhà nước nên quản lý chặt chẽ hơn với cái ngành nghề đặc thù này để phát triển cái ngành du lịch của Hà Nội, không thì mai một đi không còn nữa. Theo đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030, xích lô là đối tượng sẽ bị cấm hoạt động. Tuy nhiên, có lẽ thành phố cần phải có những định hướng rõ ràng hơn vì đây là sản phẩm du lịch xanh và tạo công ăn, việc làm cho một số lượng lớn người lao động.